Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện thử thách nấu ăn với 100k. Mỗi người sẽ được phát 100.000 đồng để đi mua đồ ăn. Thì sẽ có 4 người tham gia, đó là anh Côn, Sáng, Dưỡng và Phong. Người chiến thắng sẽ đạt giải thưởng 10 triệu đồng từ Perisport. Và người thua sẽ bị bơi sông. Đây, chúng tôi hôm nay ra ngoài sông nhé, quay cho nó thay đổi khung cảnh cho nó hay nhá. Sẽ có giám khảo chấm vào cuối thử thách, ai nấu ăn ngon nhất sẽ chiến thắng. Rồi, ok. Ok, rất đơn giản thôi. Thử thách lần trước thì tôi bét rồi, thì thử thách lần này cố gắng nhất nhá, giành giải thưởng vua đầu bếp. Sáng ơi, anh nghĩ thử thách này chắc em lại là người bét tiếp quá em ạ. Cuối thử thách đầu bếp chấm như thế nào, mọi người phải lắng nghe ý kiến của đầu bếp, không được cãi lại nhá. Như thử thách lần trước anh cô nói rất là nhiều, tức là chê giám khảo không biết chấm. Nói chung là mình rút kinh nghiệm nhá. Ok. Giống như trong thể thao, trọng tài nó là cha là mẹ rồi, không được cãi. Ok nhá. Rồi, bắt đầu thử thách nhá. Mỗi người sẽ cầm 100k đi chợ. Ok, đi thôi. Đây, đi rồi. Phép thế thôi, nhưng chúng tôi đã đi rồi. Đây này. Đây này. Đây, chúng tôi đã mua hết rồi. Mỗi người 100.000 đồng rồi. Bây giờ sẽ từng người nói nhá. Đấy, ai mua đồ ai người chia ra. Đấy, chúng tôi đi mua sẵn rồi, vì đây là đi ra ngoài đồng nên không thể đi vào chợ mua luôn được. Vì vậy chúng tôi đã mua sẵn rồi. Đấy, đồ của ai người ta chia ra. Thông báo trước nhá, 100.000 thì mọi người sẽ phải bớt ra 5.000 để chi tiền dầu mỡ, nước mắm, tiền ga. Thôi, tiền đấy ban tổ chức miễn phí đi. Không, mọi người chỉ mua trong 95.000 thôi, còn 5.000 tất cả mọi người sẽ bị thu 5.000. Ok. 95.000 thì tôi sẽ làm món gì các bạn ơi? Tôi đã đi chợ mua một con cá rô phi này. 65.000. Bún 10.000 là 75.000. Mấy 20 tiền rau sống nữa. Tôi sẽ dán con cá này chiên xù và tôi ăn với bún với rau sống. Đúng bài luôn các bạn ơi. Đấy, anh Côn mua đúng 955.000 nhá. Ok. Vậy đến Sáng cầm lên. Ok, và đây là món của tôi sẽ nấu. Tôi uống bia với cả xả. Hôm nay tôi sẽ hấp cua nhá. Món ăn của em đơn giản đấy Sáng. Con cua ở đâu đây? Đây, con cua này 8 chục anh ơi. Rồi. Hôm nay em làm buffet cua. Bia này 10.000. À, 9 chục với cái này 2.000. Thế 2.000, là 92.000 à? Đúng rồi. Thế là độc làm món cua hấp thôi à? Thế thôi anh. Thế gọi gì là nấu ăn? Ô anh ơi, nấu ăn thì cua hấp vẫn là nấu. Thôi không có nhiều, em đi nấu đây. Món của Sáng rất đơn giản nên độc cho con cua vào hấp thôi. Nhưng mà con cua ngon, to, đẹp. Đây là nguyên liệu của tôi đây. Đấy, hàu nhá. Đấy, 4 con hàu 15.000. Sao có 100.000 mà anh vẫn mua được nhiều đấy nhỉ? Đây. Và ui, 5 con tôm 40.000 nhá. Đấy, 4 con hàu chỉ 15.000 thôi. Và rau dưa lại 30 tiền rau dưa nữa đấy mọi người chưa? Đắt không? Đấy, rau dưa bây giờ rất là đắt, 30 bằng hết chỗ này. Và 10.000 tiền cơm. Đấy nhá, tính xem là phải 95.000 chưa nhỉ? Đúng rồi. 40 mới 15 là bộ là 55. 55 mới 30. 85 mới 10. 10.000 tiền cơm. Đấy, đúng 95.000 ban tổ chức đề ra nhá. Đấy. Sau 100.000 mà anh Dưỡng mua được nhiều ấy. 100.000 của tôi mua được mỗi con cua. Tiêu chí của em ăn no của giám khảo, em là bị loại đầu tiên. Em gì mỗi cua bị chíu thì giám khảo ăn không bó dính răng em ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ đi chế biến luôn. Trong lúc mọi người đang giới thiệu đồ ăn thì anh Côn đang đi nhặt rau, nhặt dưa để chế biến rồi nhá. Chúng tôi mang theo bình nước để rửa rau, rửa đồ ăn nhá. Tiếp theo là phần giới thiệu nguyên liệu của Phong. Có là lốt này mua 10.000. Rồi. Cái này là 10.000 nữa là 20. Mộc nhĩ. Rồi. Thịt 30.000. Ok em. Thịt đây là thịt vụn đấy. Ok. Trứng 2 quả là 8.000. Ok em. Cái này 10.000. Đậu hũ chiên. Ok. 68. 68. Bao nhiêu tiền nghìn rau? Cái này tầm 20 thôi. Hành cà chua nữa là 20.000 cơ. Hành cà chua đắt thế à? Đâu, cái này ít hơn ý, nhưng mà cứ tính là ấy đi. Vậy là cộng hết đồ nguyên liệu của Phong vào cũng là 95.000. Đấy, vậy là cả bốn anh em đều mua bằng giá tiền nhau. Giới thiệu xong hết tất cả các nguyên liệu rồi thì bây giờ mọi người đang chế biến nhá. Phong thì đang nhặt rau rồi. Anh Dưỡng bây giờ làm món gì đầu tiên đây? Đây là anh sẽ luộc tôm và tách hàu. Hàu tách thế nào nhỉ? Hàu thì cứ thế tách thôi. Để đá đập ra. Anh Dưỡng bây giờ mua hàu về nhưng mà không biết nấu hàu rồi. Bây giờ anh mới đi tìm hiểu, còn nhiều thời gian mà. Các bạn ơi, tôi đang nhặt rau sống trước các bạn ơi. Nhặt rau sống xong, ngâm xong, xong là tôi sẽ đi rửa con cá này, tôi đi chiên xù. Thế là xong thôi. Các món ăn của tôi thì rất là đơn giản các bạn ạ. Thì các bạn sẽ đợi tôi trong giây lát nhé. Thì tôi nhặt rau xong thì tôi mới làm tiếp được các công đoạn tiếp theo. 100.000 của anh Côn mà mua được con cá khổng lồ luôn các bạn ạ. Cá to thế. Vậy là tôi đã rửa rau và chế biến cá xong nhá. Thì bây giờ tôi sẽ cho lên chá tôi rán chiên xù. Vậy là tôi đã bật bếp nhá các bạn nhá. Giờ tôi sẽ đổ thật là nhiều dầu vào để chiên xù các bạn ơi. Nhưng mà con cá của tôi hơi to các bạn ơi. Cái chá này hơi nhỏ ra ấy. Đó. Thật là nóng lên các bạn ơi. Chiên này ngập lửa con cá.
Ui, thế lại anh Côn phải trừ 10.000 tiền đồ nguyên liệu. Em ơi, ban tổ chức lấy 5.000 rồi, xài bao nhiêu thì xài hết, tổ chức ban tổ chức lại đi mua. Thì đấy, các bạn, con cá của tôi này khá là to nhá, nhưng mà cái chảo này, chảo nó này hơi không nhỏ vừa con cá rồi. Nhưng mà không sao, thì mình rán này mình phải cho cái dầu là thật là nóng lên nhá các bạn nhá. Dầu nó mà không nóng lên là cá sát ngay. Bây giờ tôi sẽ rửa mấy con tôm, sau đó tôi sẽ đi luộc tôm lên nhá. Cái món của tôi gọi là món cơm hàu tôm. Đấy, rất tốt cho anh em nam giới, sinh tinh lực, bổ sung kẽm, bổ sung chất dinh dưỡng để cho cậu nhỏ. À quên mất nhầm. Quên mất. Nói chung là món liên quan đến hàu thì lúc nào anh em đàn ông cũng thích rồi. Đấy. Đây hàu đây. Đấy, 4 con hàu to chà bá luôn, giám khảo ăn đã mồm luôn. Đấy. Ok. Ở phong em gì đấy? Cho nó thái hành anh ơi. Thái hành em gì? Thái hành để bỏ vào đậu sốt thịt này. Đã đúng. Đậu hũ nhồi thịt chứ. Đúng rồi, đấy gọi đậu hũ nhồi thịt. Phong cũng rất là khéo tay nhưng mà thực ra chỉ biết nấu những món cơ bản thôi. Được em ạ. Đầu óc của Phong đơn giản nên nấu những món đơn giản thôi mọi người ạ. Thế là em lá lốt cuốn thịt này. Đậu nhồi thịt, hai món đấy thôi gì? Vâng. Được. Ba món đấy. Ba món nữa. Trứng rán. Trứng rán nữa. Chả thế. Ăn ngập mồm. Em đấy trứng rán anh Côn hôm giờ tí biết chưa? Để cho anh Côn chỉnh kém. Thì nấu ăn này thì có tiền để mua đồ ăn lại mua trứng rán làm gì hả em? Anh ơi, trứng rán nhưng để bên trong vẫn còn tái tái chứ không để nó chín quá. Ăn nó mất ngon. Nhưng mà em thái kiểu gì cẩn thận đừng mất ngón tay được nhé, đang thử thách đấy em, đừng nào anh buồn cười nhé. Yên tâm đi anh ơi. Dầu của tôi đã lắm rồi nhá các bạn nhá, giờ tôi sẽ thả cá vào. Ui dồi, thôi con cá này. Con cá to quá, cái chảo không vừa luôn. Tôi đấy nghi ngờ nhá, con cá này mà 65.000 nhá. To này mà 65.000. Ba tổ chức ơi, cái chảo hơi bé. Thôi đi dã ngoại thì anh em cố gắng chấp nhận nha. Con thua rồi. Anh con cứ rung rung này kiểu gì thì anh sát cho xem. Sao anh không để cái đầu xuống để cho dán cả người là thân này trước? Dán cá này thì rất là lâu các bạn ạ. Giờ phải ở đây đợi thôi để đi làm công đoạn khác thôi. Không, bây giờ em nghĩ là anh không có ấy đâu. Anh cho nước và anh luộc cá luôn. Bây giờ đổi món đi, cá luộc. Không à em ơi. Cá luộc ăn với bún ngon lắm anh. Cá luộc xong gỡ thịt ra ăn với bún quá hợp lý rồi. Cá rô phi chiên xù đúng bài rồi. Phong đang thái hành rất là nhanh. Phong em đừng tỏ ra là mình giỏi nấu ăn. Mất ngón tay bao giờ không biết em ạ. Đừng có cố có nhanh quá. Anh ơi, em rút kinh nghiệm từ clip trước vì em sẽ làm cố gắng chăm chỉ hơn để bù đắp những thiếu sót đợt clip trước. Nhưng mà đừng mất ngón tay được, anh no lắm. Yên tâm đi. Nếu mà Phong có minh hệ gì từ lần sau tôi chỉ mời các đầu bếp đến tham gia thi đấu chứ không để dân thường thi đấu. Anh đầu bếp cái gì? Ý là nếu mà chẳng may xảy ra sự cố gì đi. Anh à, nhìn cái đĩa nguyên liệu Phong ngon phết nhỉ, cà chua thái ra ngon phết nhỉ. Được ấy nhỉ? Xong rồi. Rau cải có thái không? Có anh ạ. Rau cải là nấu canh. Thôi mà em rút lại ý kiến rồi. Em sẽ không rán trứng nữa mà em sẽ đổ trứng vào miếng đậu hũ. Thế lạ. Được, sáng rồi em quay phim cái món em dễ làm quá em không phải làm à? Không. Độc cho vào ra đổ bia vào thôi à? Thế thôi. Em chỉ cần hấp ra là xong thôi. Cái món của sáng có tính là một món ăn không nhỉ? Có chứ. Nên lại độc để con cua vào xong rồi hấp lên luộc lên, cho đổ bia vào luộc lên, thế tính là một món ăn. Đơn đúng rồi. Thế. Anh phải quan trọng là anh quy ra món ăn về đồ ăn hay là ấy món nhậu hay là món gì rồi. Không biết giám khảo thì không biết chống theo phong cách gì cơ. Như giám khảo Quang là mắt này, nhìn này, đúng rồi, mũi này, rồi cảm nhận này, ba tiêu chí Quang mới đưa ra cơ. Thì anh thắng 2 thì mới thắng đấy. Không biết team giám khảo Yến không biết cho mấy tiêu chí hay là cứ lấy chồng là cho thắng. Em nghi lắm thôi. Em không tin tưởng chị Yến đâu nhưng mà ở đây có mỗi giám khảo chị Yến thôi. Chấp nhận. Quay giám khảo đang đứng tung tăng vào sông chơi em ơi. Kìa, tung váy lên em. Tung váy lên. Đấy, giám khảo đấy, giám khảo đang đứng ở bờ sông chờ các thí sinh nấu chín thì giám khảo sẽ ra sơi. Mọi người thấy giám khảo uy tín không? Giám khảo là vợ tôi nhá, mọi người biết ai thắng rồi đấy. Xong chưa em? Rồi anh. Bây giờ tôi tách hàu cho mọi người xem là chuyên gia vỉa hàu. Này, ấy sạch con hàu đi á, để nó bẩn bẩn. Đâu em bỏ em không lấy thân. Em chỉ lấy cái lõi ra em cầm trên tay em vứt hết vỏ đi mà. Bây giờ tôi sẽ bỏ thịt vào đậu nhưng mà
Cái này chưa chế biến này, chắc phải đợi một lúc nữa vậy. Chán quá. Anh Dương đang tách hàu rồi, nhưng mà nhìn không chuyên nghiệp tí nào các bạn ạ. Không ngờ biết tách con hàu ra kiểu gì. Tách vào tay giờ. Tách vào tay lại bỏ nhá, thua đấy. Bây giờ trong clip này tôi quay Dưỡng là đối thủ rồi. Còn anh Côn với anh Sáng này, thật ngu nhất. Làm như có trình. Tách được con hàu rồi này, ngon còn ngọn luôn nè. Này, tươi rói rói luôn nè, ăn luôn nè. Thôi để dành chị lấu nhá. Cái con cá này của tôi quá là to, cái chảo rất là nhỏ. Các bạn ơi, giờ làm thế nào được? Giờ không, để cả con thế này thì nhìn nó đẹp. Giờ mình cắt đầu hay cắt đuôi đi, nhìn nó xấu lắm các bạn ạ. Em nghĩ là vặt đầu đi anh ơi. Thế giờ lại cho ra ấy chặt à? Cứ thế vặn, lấy tay vặn. Từ từ anh sẽ lật mặt trước. Ê, đáng cái món của tôi là đẹp là ok nhất mà giờ lại thành thế này. Ban giám khảo ơi, thấy cái thí sinh nào đang chê ban giám khảo chưa? Tí tự biết nhá. Dám chê à? Các bạn ơi, được rồi. Okay. Mặt đầu tiên của anh Côn nhìn có vẻ khá là ngon. Ok, đây, đợi là chín anh sẽ bẻ này đi. Không phải bẻ anh ơi, để cả anh ơi. Để cả, lúc nào mình ăn mình chỉ ăn cái khúc dứa nó chín thôi nhỉ. Thì tí rán nốt cái chỗ đấy. Lâu lắm. Các bạn ơi, tôi thì chỉ rán con cá này là xong rồi các bạn ạ. Về rau tôi đã rửa rồi nhá. Rau tôi đã rửa rồi. Bún thì tôi đã mua rồi, chốc con cá lên tôi đặt vào đây, rau bún ở dìa đây là ăn thôi. Lâu nhất là công đoạn rán cá nhá các bạn nhá. Anh Dưỡng vẫn đang loay hoay với mấy con hàu. Hàu nát hết đây này. Có trình đúng không? Vỏ lát không sao. Chốc toàn sạn sàn à? Ừ đúng rồi, thế à anh con? Thôi mình phải rửa quát đi. Không phải rửa. Sạn lắm. Anh con tự nhắc làm gì? Này, giám khảo ra chỉ thí sinh rồi. Đừng ăn gian đến chiến đi. Okay. Phong chưa có lấu thôi, nhưng mà nhìn cái đĩa Phong trưng bày đẹp lắm rồi Phong ơi. Đấy. Được đấy, cứ thế này mà chơi luôn, không phải lấu làm gì cả. Giỏi thế mà, ba mấy năm rồi vẫn chưa tóm được con nào về làm vợ. Anh ơi, em mới được hai mấy năm thôi, đã ba mấy năm rồi. Một lúc loay hoay thì tôi đã tách được mấy con hàu ra rồi. Đấy. Phong đang làm món gì đấy em? Đậu nhồi thịt à? Vâng. Thôi nhét thịt vào đi em. Còn mộc nhĩ chưa ấy kìa. Mộc nhĩ làm gì? Mộc nhĩ còn để cho ở đây nữa. Mộc nhĩ ở đây làm gì, ai không cần mộc nhĩ em ơi. Nước vào cần gì, nước nóng ngâm nước vào nó mềm. Rồi mang ra đây. Ngâm nước cũng được. Ngâm nước nó mềm ra rồi trái ra. Em tưởng nước nóng mới được. Rồi. Cá đã nhảy ra làm gì? Phong ơi, em có biết nghe lời đối thủ vậy không? Ôi. Nghe lời đối thủ bị làm sao không? Không sai anh ơi, nhồi luôn em ạ. Tin tưởng. Giám khảo ra đây ngồi giám sát này. Mấy ông này toàn không an toàn vệ sinh thực phẩm thôi. Các bạn ơi, tôi con cá này nó to quá, tôi đang bẻ cái đầu xuống để dán cho cái chảo này nó vừa ấy. Con cá tí nữa kiểu bị lát bét lên thôi này. Thôi được rồi, không cần. Để ngon rồi các bạn ơi. Chốc tôi sẽ... Đó. Rồi các bạn ơi, tôi lật cho các bạn coi mặt này nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Các bạn nhìn cái mặt này thấy chưa? Xuất sắc chưa? Cái đầu này nó rắn quá các bạn ơi. Đấy, đấy các bạn độc nhìn cái lửa cá này tôi đã biết xuất sắc như thế nào rồi. Vừa nãy ra trời rất là nắng nhưng mà bây giờ trời mát rồi, bây giờ chúng tôi sẽ nấu nhá. Nhưng mà có một cái bếp thôi, anh Côn đang nấu trước rồi. Anh Dương ơi, ban tổ chức lần sau rút kinh nghiệm nhá. 4 người phải 4 cái bếp để đỡ phải chờ nhau. Ok. Rồi, rút kinh nghiệm. 4 người 4 cái bếp. Nhưng mà nấu nhanh để được cái gì? Anh ơi. Nấu nhanh thì nhanh hơn, đỡ phải chờ nhau. Anh bây giờ vẫn đợi hết rồi. Đợi anh Côn làm xong em. Em bây giờ em còn chưa thái mộc nhĩ, em còn đùa chứ em. Rồi. Đâu mà đâu thái chưa? Đây em cứ ngồi buôn chưa lê bắn cho chuột em đã xong đâu. Bây giờ cứ chờ anh Côn nấu xong anh em mình nấu là vừa. Mọi người thấy con cái con bên lát bết bên bẹt rồi. Các bạn. Tại cái chá này hết, cái chá này nó nhỏ này. Cái chảo ơi, cái chá. Vừa tôi phải cắt cái đầu này đút ở đây này các bạn ơi. Cái đuôi bẻ đi thì. Đuôi bẻ đi đút ở đây luôn. Bây giờ anh Côn là cá luộc trong dầu rồi nhá. Ở đây các bạn ơi, bảo chiên xù, bảo chiên ra giòn mà không xù được.
Thôi anh ơi, anh tham gia chỉ để gọi là có người chơi trong trong đoàn thôi chứ không thắng được đâu. Em ơi, quan trọng là nó ngon. Cá luộc trong dầu cũng ngon á. Quan trọng là chốc cuốn kia nước chấm nước tiết kìa. Em nhìn thấy ý hình như là không cạo vẩy phải không? Chiên xù ai cạo vẩy? Không cạo vẩy luôn á? Không. Ngay cả vẩy luôn. Không. Ui giời, thế là giám khảo nó không biết cái gì rồi. Em gõ trên xu nó có ai cạo vẩy không? Ui trời trời trời. Vẩy là cái giòn nhất thì ui giám khảo nó lại thì không được. Những con cá nó vẩy nó cứng nó. Em ơi, ăn cá tai tượng mấy riêu hồng mấy rông phi trên xu ai người ta sẩy vẩy rồi trời. Thôi anh cứ làm đi. Rồi anh có nhá, anh có để cá nguyên vẩy nấu nhá mọi người nhá. Được, anh có đẳng cấp. Các bạn ơi, đây là đúng không cùng đẳng cấp với tôi thật. Ở trong Sài Gòn bao nhiêu năm rồi này. Bọn em ở bên dưới, bọn anh ở trên cao. Quan trọng bây giờ anh có làm được vẩy giòn không? Hay tí nữa ăn cứng khừ. Đây đây là vẩy, vẩy cá luộc đâu. Đâu đây cá luộc để vẩy rồi. Cá luộc. Đây cá luộc trong dầu mà. Ờ đây ra là xong. Xong rồi này, anh có xong rồi mọi người. Chuẩn bị tinh thần là chờ đón cá luộc. Cá luộc sẩy vẩy. Ơi các bạn ơi. Vậy là cái món cá của tôi chiên xù nhưng mà không thành rồi. Nhưng mà giờ nó chín rồi thì giờ tôi sẽ cho ra đĩa nha các bạn nha. Wow, món cá luộc trong dầu của anh cô đã ra. Này không xù được, nếu mà thật sự xù được là nhất luôn. Không phải giám khảo chấm. Nhưng mà vẫn ngon các bạn ơi. Ui, toàn xương xấu cho đấy làm gì. Em ơi, xin để đẹp giờ tôi sẽ để bún ở đây này. Rồi tôi sẽ đi pha nước chấm bún ở anh đâu. Quá ngon. Ui giời. Anh em ơi. Phong ơi, em ở trong Sài Gòn lâu mà em chưa ăn món này bao giờ. Ăn rồi nhưng mà anh ơi, quan trọng ấy sao mà nát như thế này. Em ơi, lát chẳng qua nó không giòn, chẳng qua nó ấy thôi rồi. Các bạn ơi, giờ tôi sẽ đi pha nước chấm. Vậy là tôi đã hoàn thành món cá chiên xù gỏi cuốn nhá. Gỏi đâu, gỏi cuốn đâu, cái cuốn em đâu? Ơi, đây. Cuốn bằng xà lách á? Ờ, trời ơi. Em tưởng là gỏi cuốn là phải dùng cái cuốn thấm. Thế cuốn bằng cái gì là được? Lượt nói tâm lại, giờ tôi đi làm nước mắm. Ok, rồi. Anh Côn được, anh Côn mạnh đấy mọi người, anh Côn được đấy. Đó, anh em mình bắt tay thôi, anh Côn khả năng không ấy. Anh Côn vào cho có đủ người thôi. Sáng thì có mỗi con cua. Là những cái gì trình bày đâu. Đâu con cua là hấp thì cứ đứng quay phim rồi, cua hấp thì lúc cuối cho hấp. Cuối được thả vào hấp. Anh ơi, nhưng quan trọng là không món ăn của anh sáng ấy, không có gì đề cô. Món ăn của sáng là sinh dưỡng nhất ấy. Tôi phải chắn những cái lắp vung vào, không phải gió nhá. Ở ngoài bãi bồi như này gió rất là to. Đậy vào thế này thì cho nó nhanh chín tôm nhá. Rồi các bạn ơi, giờ tôi sẽ làm nước chấm nhá. Nước chấm tôi pha nước chấm này có tỏi, có hành, có chanh, có bột ngọt. Quá là ok luôn. Nước chấm bằng xì dầu của anh. Em ơi, ban tổ chức không cấp nước mắm thì chả chơi xì dầu. Phong ơi, tuy em không nhồi thịt thì em cứ ngồi đấy làm gì em. Đấy. Rồi tôi sẽ cho một ít mì chính nhá các bạn nhá. Tí đợi anh Côn ấy xong lấy cái thớt này. Rồi, giờ đập tỏi. Đây là hành tím các bạn ơi. Phải có một tí hành tím. Món ăn mà ngon thế nào mà nước chấm không ngon thì cũng thất bại các bạn ơi. Nước chấm nó quyết định độ ngon của món ăn cũng tầm 30-40% nhá. Các bạn đừng đùa với nước chấm nhá. Tôi làm nước chấm thì các bạn biết rồi. Anh Côn, anh Côn ăn mặn rắc cơ. Em ơi, mặn thế nào được. Đấy, tỏi xong này, thấy không? Xong rồi. Xong rồi. Đấy, tôi cho xì dầu nhá. Xong cho ấy vào anh Côn đi. Cà chua vào. Wow, thôi được rồi anh Côn ơi. Nhiều rồi, không ai cho không, biết đâu. Không, em ơi, chốc anh sẽ pha nó đó. Ấy anh sẽ pha ít nước kia chứ chanh. Trời ơi, thôi giám khảo ơi, tôi nó ra chấm luôn đi. Chấm nhất thì Côn nhất luôn à? Đứng luôn chứ, ui dùi. Anh Côn đừng dẫm vào hỏng em nhé, hỏng em đang ở ngay đấy đấy. Đầy này. Thật này. Đầy, đổ đầy mạnh lên. Đi luôn này. Đấy bát. Thôi, thôi, thôi. Thôi được rồi. Thôi. Mọi người không nên góp ý anh Côn này, anh ấy tự làm. Em ơi, anh không phải nói là đẳng cấp, ui. Không có ớt các bạn ơi. Chúng tôi ăn ớt mạnh lắm mà không có ớt. Ăn ớt mạnh lắm chỉ có ai ăn đâu mà ăn ớt. Đừng có sao. Rồi nha, để đây, có trong anh của anh Côn. Ui giời. Này, em ơi, cho giám khảo chấm nước chấm cái. Em ơi, đủ thắng chưa? Các bạn ơi, vậy là tôi đã hoàn thành cái món ăn của tôi nhá. Giờ chỉ đợi giám khảo mấy các món ăn khác.
xong rồi để giám khảo chấm thôi. Đây, món của anh Côn đây, nhìn trông cũng hấp dẫn đấy. Sáng ơi, đừng đùa món ăn của anh này. Lấy cái rau sống, lấy cái bún này, lấy ít cá chấm vào đây rồi. Giám khảo ơi, thí sinh chờ giám khảo chấm mà đã ăn rồi này, tí trừ điểm nhá. Quá ngon luôn các bạn ơi. Anh Dưỡng đang làm tôm nhá. Đấy. Tôi dồn đậu xong rồi, bây giờ chỉ việc đợi có chảo và sau đó là rán thôi. Chứ cái này nếu mà ấy luôn nhão hết ra. Các bạn ơi, đây là đồ Phong chuẩn bị làm cái gì đây? Thật sự tôi khẳng định với các bạn là không ai qua cái món cá của tôi. Từ vừa lấy tôi cứ vào một miếng ra một miếng. Công nhận món ăn tôi làm ngon thật các bạn. Giám khảo ơi. Ừ. Bị trừ điểm nhá. Tí đừng chấm. Ăn trước ban giám khảo. Đồ này đồ ăn thừa chấm làm gì? Đúng rồi. Ngoan thật. Tí chị Yến chấm công tâm này anh Côn thua. Thế anh Côn mà thắng em nghi đó. À, món tiếp theo mà tôi sẽ làm cùng luôn đó là thịt cuốn ăn nốt. Của Phong trông rau dưa cái màu mè đẹp thế nhỉ. Ôi em ơi, thịt cuốn ăn nốt với cả thịt nhồi trong đậu thì hai món gần như giống nhau à? Thế thôi anh ơi, tận dụng chứ. Em nhiều món này được rồi. Sáng em phải chuẩn bị gì không? Hay chỉ mỗi hấp con cua là xong? Hấp. Thế thôi quay phim đi. Sáng đâu có mỗi đổ bia vào trong hấp. Thế thì quay phim đi. Cho làm cuối cùng. Đậu hũ nhồi thịt của tôi đã chín rồi. Bây giờ tôi sẽ nhấc ra và sau đó là sốt cà chua. Nhồi thịt anh tưởng cứ thế luôn. Sốt cả cà chua nữa cơ à? Cả sốt cà chua. Cà chua chứ. Đấy cà chua chuẩn bị hết rồi. Còn của Phong ngon đấy. Nhưng mà cái này tí loại đi nhỉ, hơi cong. Cong làm sao thịt ngon là được. Này hơi cháy này. Kia anh thấy vẫn còn thịt kia đây. Không dán nốt. Nhiều quá nhỉ, tí cho canh. Tí canh đúng rồi. Ban giám khảo là người khó tính nên tôi phải làm sao cho cái thịt này vừa chín này, không bị cháy quá. Chứ nếu không bị trừ điểm. Thịt cuốn nan lốt của tôi đã chín rồi, bây giờ sẽ bỏ ra đĩa. Em ơi, 100.000 mà em được món như này thôi à? Thế thôi anh ơi, đơn giản. Rồi. Còn đĩa thịt này tôi tận dụng, đó là tôi sẽ bỏ vào đảo lên, xào lên luôn này. Nấu canh à? Nấu canh. Rồi, thịt xào của tôi đã chín rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt bếp ra và nấu canh. À đúng rồi. Trong khi chờ đợi cái nước canh này sôi thì tôi sẽ đi rửa chả và sau đó là chảo. Chả là thuật phã, thuật ngữ địa phương anh em mình thôi. Đây cái chảo đúng rồi. Cái này gọi là chảo ở chỗ nào các chỗ tôi gọi là thuật ngữ địa phương gọi là chả, nhưng mà đây là thời xưa rồi, mình gọi là chảo đi. Vì em đi rửa qua cái chảo đây đi. Nhìn Phong nấu này khô rồ rồ này thật. Có canh cả đấy. 100.000 nó được 5 miếng đậu mới 2 cục thịt. Rồi nước canh của tôi đã sôi, bây giờ tôi sẽ bỏ rau vào. Này ăn chặt. Không, khả năng món của Phong cũng ngon đấy. Canh thịt. Đậu hú rồi lại có chả viên chiên. Nhiều thịt đúng không anh? Nhiều. Em ơi, đây là cái thịt không à? Toàn thịt. Anh ra đi chuẩn bị cho mày cái bát để đổ ra. Đây em có bát nhỏ đây rồi. Bát lấy làm sao mà đủ? Đủ bọn chủ yếu để ban giám khảo hút thôi. Cho gia vị này. Ui giời. Nhiều. Món anh cô này nấu xong đầu tiên bây giờ nguội lạnh tanh ngoé rồi. Em ơi. Ê ạ. Trọng tài không tính anh là người nấu đầu tiên không tính nóng sốt giòn tan. Vì anh là người nấu đầu rồi. Tiên chính là cho lúc đó em thấy anh rắc nhiều xương đến mới đây. Rắc nhiều xương đến hết rồi. Em đây, ơi. Đây anh Côn rắc đầy xương đến trên. Rắc xương, mình ăn xương thì mình ăn mình lọc cái thịt đây thôi chứ. Rồi canh của tôi được rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ nhấc ra được. Canh của Phong thơm phết các bạn ạ. Đây anh đổ để đây, em để đây trước. Đó. Anh đó, tôi em ơi đổ ra bò cầm này đổ này. Nóng lắm. Để anh Côn vào cho. Nóng không đổ cầm được. Này, đấy. Đấy rồi, thế là đổ xuống đất rồi. Áo của sáng đây. Đây thôi. Một cái trước, thôi, một cái đây. Trên. Ôi, các bạn ơi, áo sáng trưng dụng luôn nhá. Thôi. Rồi, đấy. Em ơi, em lấy cái bát bỏ vòi nước ra cho ấy vào, cho nhân nhiều vào. Thế rồi. Thôi được rồi, múc một miếng ăn. Nhà dính con mà, anh cũng toàn hại anh em thôi. Rồi. Rồi tiếp tục. Thử thế nào? Vẫn thừa này. Ai cho thử? Của Phong vẫn thừa canh này. Mạnh. Giờ đồ ăn nào cũng thành đồ ăn thừa rồi. Đừng thử anh ơi. Không có thử nhá. Đừng thử, đừng nói, mạnh. đừng nói Nguyễn đừng. Kệ cho Phong nó sửa nó ra, nó lấy nước sôi nó đổ vào. Anh là vừa nhưng giám khảo chắc chắn là mặn đúng rồi. Vừa rồi. Rồi em ơi. Rồi em ơi sốt cà chua tiếp đi nhanh em ơi.
Không, nhưng mà mấy đồ ở Phong là cũng được. Dế ăn cơm. Chuyên gia đây. Thì có cơm. Sao Phong như cơm? Sao biết thế không mua cơm nhỉ? Tí mình trộm lửa bát cơm của anh Dưỡng. Em có tôm là mà. Có em là phở con cua đấy, ăn cua ăn không ăn với cơm. Cua ăn với cơm kệ. Là Phong cái này đổ hết cơm ở đây chốc thì ăn ra. Cái này lật cái cá thả tôi thôi. Không sao không sao em ơi. Tập trung vào nấu của em đi. Độc thời gian của Phong nấu, Phong nấu 3 món này, đậu này, này lá lốt này là còn canh nữa. Lá lốt xong chưa? Lá xong lốt rồi. Xong rồi giờ chỉ sốt cà chua thôi. Rồi quất lên vào luôn em. Sao kệ lẫn hết rồi. Lẫn nó kệ nó. Đổ chốc đằng nào mình phải cho hành vào sốt cà chua. Trời ơi, nấu ăn toàn phải để nhắc thế này. Từ sau đừng nhắc anh ơi. Từ sau một người nấu anh em trốn đi chỗ khác không toàn nhắc thế này. Đối thủ biết hết. Em ơi, đọc 3 miếng đậu bây giờ cho một tạ cà chua này, chốc chua rồi. Đây là cà chua, đây là thịt luộc à? Hay đậu luộc? Sốt cà chua. Cho nước vào cho đỡ khô. Rồi được rồi, cho ra đĩa đi, xong chưa? Chưa. Đỡ tủ, đồ chưa chín đỡ tủ đã bắt cho ra đĩa gì? Đừng nhớ này, che hết rồi. Các bạn ơi, đây nó có gió rất là to, chúng tôi phải che vào để cho ga nó đỡ tạt đi các bạn. Phong phải chuẩn bị đi. Cho ra đâu? Rồi, cho bát đây. Rồi, được cho bát. Rồi, từ lần sau nhá, những ai đạt giải best trong những phần thi lớn thì sẽ không được tham gia thi đấu nữa. Chứ từ lần này luôn. Cứ cho vào thi đấu này không biết nấu thì mắc tiếng là cho toàn người không biết nấu vào. Rồi, anh mới nấu không? Rồi. Toàn món đơn giản đây, món đẳng cấp. Anh em này. Rồi, em ơi được rồi. Lần nào lần này best là ông nào best là không được tham gia thi đấu nữa. Đọc đây đã thấy mùi chua lét rồi. Anh ơi, nhưng quan trọng là thịt nó không ngấm vào qua bên trong dày. Anh Dưỡng cơ, anh Côn không được khinh thường món ăn của đối thủ nhá. Em ăn chú ục này rồi, em cứ để em gì đấy. Chưa tan bột ngọt. Tan hết rồi này. Em cứ để chú ục này em gì. Toàn hạt là chua rồi. Rồi giờ em chỉ gấp đậu ra em đổ nước thôi, không lấy cái này đúng rồi. Chả thế đấy. Lấy cái nữa em mới cho nó đậu. Lấy cái mà để cho giám khảo ăn rất răng. Này thế. Rồi đổ nước lên rồi rắc hành là ui ngon đấy. À quên mất chưa đổ hành. Em ơi đổ nước vào đây là đổ được rồi. Hành chín rồi, hành cho vào là chín luôn. Em ơi thìa làm gì đây? Thìa em múc nước ra hả? Em khoáng khoáng như này em đổ cái thế này nước hết đầu bếp. Khổ thân Phong. Em được thế em biết. Thôi được rồi mày chất hết hành đầy nước luôn á. Chả cho đầy gì đỡ khô. Rồi được rồi. Thôi xong rồi. Rồi như vậy là món ăn của tôi xong rồi nhá. Đâu, cho dơ cho mọi người xem. Rồi dâng lên để quay. Không các bạn ơi, không biết có ngon hay không nhưng ba món cũng thấy ok đấy các bạn ạ. Nhưng mà đấy là theo suy nghĩ của Phong thôi chứ còn anh chưa đến tuổi. Em ơi, không đến tuổi em ơi. Rồi, vậy là Phong đã xong món của Phong nhá các bạn nhá. Giờ Phong sẽ đợi món của sáng mới dướng rồi giám khảo sẽ chấm thôi. Bây giờ sẽ tới lượt tôi chủ tài nhá mọi người nhá. Rồi, anh Côn bây giờ toàn ăn thôi. Em ơi, thi nấu ăn mà anh Côn ăn hết của đối thủ rồi. Em ơi, đây là bát ra cho khán giám khảo chấm đây rồi. Chưa em mình ăn bún đói giờ có ăn đi. Đấy, ăn đi. Phong nấu ngon đấy. Ngon, Phong nấu ngon á. Ui giời ơi, nhiều mỡ thế. Anh ơi, anh tính luộc à? Sao nhiều mỡ đấy. Em ơi, phi hành. Rồi. Sau này không bỏ ra hết đảo chảo như đầu bếp chuyên nghiệp ấy. Gió em ơi. Phi hành cho thơm phức lên nhá. Đấy, đầu tiên là phải đánh vào vị giác của giám khảo. À đâu, thính giác. Đấy, giám khảo thấy thơm chưa? Đấy. Đọc mỗi tí hành cho thơm nhỉ. Thế thôi. Rồi, chảy quá anh ạ. Đúng rồi, xong bây giờ anh vớt ra. Ui, cho cà chua vào phi. Chứ không để ý cơm mà đổ hết đi nằm. Tao không nhắc để nhớ thua. Có khi sau mấy clip như thế này Dưỡng thành đầu bếp nấu ăn cho chị Yến. Cố gắng nấu thật ngon để chiến thắng thử thách này nhá. Bây giờ cho tôm vào để xào nhá. Đấy. Ôi tôm anh chưa có gia vị à? Bây giờ tôi cho hàu vào nhá.
luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ trang trí cái món cơm tôm hàu của tôi nhá. Món này rất tốt cho anh em đàn ông, tăng cường sinh lực. Đấy. Này, mọi người nhìn này. Trang trí lốt nhá. Đấy, mọi người thấy hấp dẫn không? Yeah. Wow. Nhưng mà mấy đầu con tôm này hình như chưa chín sao anh ơi. Đầu tôm là đợi trang trí thôi có ăn đâu em. Đây, vậy là xong món á, cơm tôm hàu, nói tắt là cơm hải sản. Đấy, mọi người thấy trang trí đẹp không? Ui ơi, nhất chắc luôn thật. 95% là nhất. Sáng đầu có mỗi con cua hấp, thế là hấp luôn à? Hấp luôn anh ơi. Nhanh, gọn, lẹ, mất thời gian. Sao ơi, đọc cho xả vào xong là cho cua bia vào thế này thôi á? Thế thôi anh. Rồi được rồi. Thế là một được một món bổ dưỡng rồi. 100.000 món của sáng hơi bé này, ăn không no được em ạ. Thế món này chỉ là để nhậu thôi. Thôi được rồi, cho cả quả vào. Rồi, cho bia vào đi em. Wow, cho bia vào. Đấy. Cua luộc bia em ơi. Nhìn qua này mọi người thấy món Nga đẹp chưa? Món anh cô thì đầy vảy cá đây rồi. Này, toàn vảy to đùng này, vảy cá này, đấy, leo lên này. Món của Phong nhìn trông này, cô rồ rồ ấy. Làm gì có cơm thế? Phong ơi. Phong ơi, thế em nấu là em không có cơm ăn à? Em húp rồi à? Ăn đồ ăn thôi à? Ăn vã này anh ơi. Đây mà nhìn của anh này. Anh có không hào. Có canh à? Hả? Anh cơm này không canh, cơm canh thay với rau dưa bên cạnh là đẹp rồi. Tận dụng đồ thừa của anh Dưỡng với Phong, xin luôn. Làm đồ trang trí. Sáng làm trang trí con cua không ai để ý đâu, vì con cua trang trí để làm gì. Tôi sẽ thêm cái rau salad vào đây để cho nó hấp dẫn nhá. Sau khi trang trí thêm cái rau salad thì nhìn cái đĩa cơm tôi đã hấp dẫn hơn rồi. Đấy, cơm hải sản nhá, đấy, hàu, tôm, các thứ nhá, trang trí đẹp luôn, chưa chuột, chưa đúng, ăn nhìn là muốn ăn luôn nhá. Đấy, nước sốt tưới lên cơm này, rất là mềm luôn, rất là thơm tho luôn. 95% chiến thắng nhá. Sáng mấy con kiểu gì? Wow, con cua vàng khe luôn này. Ô, rung hết chân rồi. Sáng, món ăn của con sáng này đúng một con cua. Sáng ơi, luộc em phải bỏ cái dây ra chứ, chưa bỏ dây luôn à? Đây, em cởi dây đây. Ok. Sáng luộc xong mới bỏ cái này ra mà. Em ơi. Ui, vặn hết anh con, vặn hết chân của mình còn gì. Em ơi, nó rụng hết rồi đã mà, em phải đây. Cua này cua rụng hết chân nhá. Anh ơi, đừng phá của em. Cua này khả năng không tươi rồi chứ ạ. Sống nguyên anh ơi, bỏ nguyên ngoảy. Vậy là chúng tôi đã nấu ăn xong món ăn 100k. Đấy, mọi người thử nhận xét xem là món nào đẹp mắt nhất thì mọi người nhìn đi. Đấy, mọi người xem món nào đẹp mắt nhất mọi người comment nhá. Phong ơi, tôi sát vào từng món một. Bây giờ sẽ gọi giám khảo vào chấm điểm nha, xem ai là người dùng 100k nấu được món ăn ngon nhất. Rồi, rồi giám khảo ơi. Hỏi chưa gì đã hối lộ thế này rồi. Nào thứ tự, giám khảo chào các bạn nhé. Bẹ mình bẹo đây. Mình là giám khảo đây. Hôm nay xông đuống gì đấy. Thật là mát mẻ, lung linh, lấp lánh. Chúng tôi sẽ ăn một món 100k ở đây. Rồi. Ôi sao mà hôm nay món nào cũng ngon thế này. Món nhìn đẹp các bạn ơi. Đánh giá bây giờ em nhá. Chấm điểm hình thức trước. Để nhìn món nào đẹp nhất. Trông món của anh đây là xấu nhất rồi, sao héo hết. Bây giờ tôi đã đánh giá bằng thị giác trước nhá. Thị giác thì món này thì không trang trí gì nên là không đẹp mắt bằng các món khác. Như món này là xấu nhất. Rồi đến món này. Món của anh rau hơi héo. Nhìn sắp xếp bố cục của món ăn là không được đẹp mắt. Nhưng mà đầy đặn của anh con đầy đặn. Anh con cứ dí vào ấy. Đẹp mắt nhất là món thứ ba. Thứ hai, đây là món đẹp mắt thứ hai nha các bạn nhá. Đó. Tiêu chí đầu tiên là đẹp mắt đã nhá. Điểm hình thức ở đó có kết quả các bạn ơi. Ngửi nhá, bây giờ đến thiếu gia các bạn nhá. Không phải ăn, cái này gió to lắm. Đây để em ngửi cái món nào thơm nhất nữa. Ngửi cái món của anh thì chỉ có mùi xì dầu. Mùi cá rán. Rán nguội tanh rồi. Của Phong chỉ có mỡ thôi. Này, hơi nhiều mỡ. Hơi điểm trừ bởi vì là canh tôi thấy là váng mỡ nổi lên rất là nhiều. Cái món này cũng thơm thật. Món này thì mùi gì? Luộc mà. Mùi hải sản.
nó không nói nhớ được vào việc quái lắm rồi. Tiêu chí của tôi là phụ nữ có bầu cho nên là tôi không sử dụng dầu mỡ. Em ơi, em có biết ăn món này không? Không biết anh để anh làm cho này. Đầu tiên là lấy một tí rau này, một tí bún này, rau này là anh rửa sạch rồi bảo đảm không bị làm sao. Toàn rau héo ấy chị ạ. Em ơi héo lâu rồi cả thế này. Đây cho cá đây nhá, bao nhiêu này? Nhìn cá này. Sao tớ bảo vậy? Ui giời, các bạn ngu rồi. Anh chửi lấy bên đấy lên mày. Lấy bên thịt cá này xem. Có để giám khảo nói không? Cá này nhìn hơi bị yếu. Nhìn không được vàng ruộng bắt mắt lắm. Ui giời nhá, rồi nè. Rồi cuốn nè. Đó. Rồi chấm đi. Ui, giám khảo ăn mặn ăn nhạt. Rồi, hả mồm à? Anh cứ chấm đi. Ui okay. Dù anh Côn làm thế nào cũng không qua mắt được giám khảo đâu. Ngon thế, em mà qua mắt cái gì? Sao nhưng mà anh không cái da giòn này không cho giám khảo ăn. Em ơi, mày ăn thịt thì ai thích ăn thịt thì ăn. Nào. Mai xa giám khảo nhuốt rồi cảm nhận hương vị món của anh Côn nhá. Nhớ tí nữa ăn ra nhá. Không được bỏ sót cái gì nhá. Cá ngọt thật. Anh Côn tự khen của anh à? Nhưng mà cá ngọt thật. Ngày em đề nghị anh em đang in cho ban khảo chấm điểm nhá. Ok. Không được tác động của ban giám khảo. Món ăn chính của món này là cá. Cá thì ngọt thật các bạn ạ. Nhưng mà hơi nguội bởi vì nấu lâu rồi. Không thì có độ giòn của da. Còn lại thì tôi thấy ok hết. Được. Để em thử món thứ hai để chấm điểm sau. Món canh này sợ ra nhỉ, nhiều mỡ thế. Chưa gì giám khảo đã chê rồi. Đây là món đồng chí Phong. Chả lá lốt. Không có gì chấm. Vừa chưa? Chả lá lốt này chưa chín lắm bởi vì là có trứng nên là hơi tanh. Nếu mà rán một thời gian nữa vàng rụng thì ăn ngon hơn. Ok, giám khảo có vẻ rất là công tâm ấy. Chả hình như anh thấy không ai cho trứng vào sao? Có, cứ có cái gì đảo lẫn lộn hết mà. Giống đa lem đấy, có gì cho hết vào. Món thứ hai em ơi, đậu nhồi thịt sốt cà chua. Và món này hơi nhiều Phong mỡ được anh. Cái là làm nhiều món, đã 3 món. Nhưng mà Phong thấy món nào cũng đầy mỡ rồi. Nhưng mà chê rồi. Món ăn thứ hai này là đồ ăn các nguyên liệu là phải nấu ăn cơm. Đúng rồi, như các nguyên liệu là được tận dụng như là món chả lá lốt, nhân của chả lá lốt thì cho vào nhân đậu nhồi thịt cũng là có chất sáng tạo nhưng mà hơi nhiều mỡ nhá. Nhưng mà ba món này đều ăn cơm thì ngon thật. Cũng hơi nhiều mỡ còn độ mặn ngọt thì cũng vừa rồi. Thấy bảo là ba bầu khó tính. Thôi, em không nên tác động vào giám khảo. Canh em ơi. Canh này nhiều mỡ quá. Chúng tôi đang thực hiện thử thách ở ngoài trời lên gió rất là to mọi người. Có gì là hơi ồn mọi người thông cảm nhá. Quên mất mời các bạn cùng ăn và chấm điểm với mình nhá. Nghe vậy xong một lửa chương trình rồi mới mời. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Chúng tôi quên. Anh hơi mặn mà nhiều mỡ lắm. Hơi mặn và nhiều mỡ. Đã xong món thứ hai các bạn ạ, giờ món thứ ba. Món này thứ ba nhìn đẹp thế nhỉ. Công tâm là đẹp mắt nhất nhá. Cơm, tôm này. Mà món thứ ba rất là đồ ăn rất là phong phú mà toàn đồ ăn xịn thôi. Hàu này, tôm biển này, cà chua này, cà dưa chuột này, rau rồi thì thịt đủ cả. Đây có cả sả nách á, là miếng hàu không nào. Nhìn thì đẹp mắt đấy, thơm ấy. Hàu vừa vặn. Sao chị? Chị phải ăn nhiều để chị biết chấm cho công tâm. Nhưng mà ăn cơm làm gì nhiều, phải ăn đồ ăn kia chứ ăn cơm làm gì nhiều. Đấy, tôm à. Ngon thế. Tôm này là tôi luộc hơi chín xong là tôi mới bắt đầu xào một lần nữa nhá, rất là mềm nhá. Nhưng mà tôm hơi mặn. Có điểm chê rồi. Xem con hàu là các bạn. Hàu anh con ăn con này này. Em ướp gia vị quá ngon. Nếu mà ăn cùng với cơm là vừa. Anh con ăn hàu cái này này. Được. Em cho xào mấy tôm ấy. Đấy anh con còn bảo được nhá. Sáng ăn có cho sáng ăn con hàu đi xem được không?
Bây anh không ăn con tôm luôn. Anh không ăn tôm, anh hàu ăn rồi, anh ăn hàu rồi. Cho các này, cho các đối thủ ăn đồ ăn của nhau để cùng nhau chấm điểm nhau công tâm. Của anh là vị tốt nhất rồi, anh cảm nhận. Bao nhiêu loại gia vị? Có dưa, có thịt, có hải sản. Món này sáng tạo ấy. Được đúng không? Cơm rồi, sáng ăn con hàu cảm nhận nhá. Xem có vị được vừa không? Em thử một miếng cơm. Hay bây giờ đang đợi. Món của tôi ngon cái sâu xé ngay. Món của Phong làm gì đây đâu Phong ơi. Phong ơi không cảm nhận không bạn nhá. Được. Làm con tôm ăn được. Phong đang quay phim nên không có trong khung hình nhá mọi người nhá. Đã sâu chảy hết cái đĩa cơm mình luôn gì, chấm kiểu gì đã hết cái đĩa đi. Rồi, vậy là đã thẩm xong 3 món nữa các bạn nhá. Giờ sẽ món thứ 4. Sáng rồi cái này em bóc đi, tôm này làm gì có thịt. À có đây, đây, đây có thịt. Cái này mộng tông đỏ chủ đạo, con cua biển cũng hấp dẫn. Này điểm sáng tạo này, bông hoa. Nhưng con này là con cua gạch các bạn ạ. Những món ăn mà chế biến số 1, số 2, số 3 thì đòi hỏi người đầu bếp là phải nấu này, chế biến này, gia vị sao cho vừa bạn. Nhưng mà món cua này thì chỉ được cho vào lồi và hấp thôi nên là cũng không có gì đặc biệt cả. Ăn vẫn giống như các con cua khác thôi. Đó, ai là người chiến thắng nào? Không, đứng dưới là người chiến thắng. Chúc mừng. Và là 10 triệu bắt buộc với tôi, không đi đâu cả. Yes. Và là kết thúc thử thách nấu ăn với 100.000 đồng. Nếu mọi người thích cái series này thì tôi sẽ tiếp tục làm những mệnh giá tiền tiếp theo nha. Mọi người like, subscribe, đăng ký kênh để tôi sẽ tiếp tục làm cái series nấu ăn như này nhá. Cảm ơn các bạn xem clip, hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt.